Thưa mẹ, con mới đi học về. Ủa, chiếc xe 70 triệu tao mới mua cho mày đâu rồi? Sao giờ em rê vậy? À, Hà nói sao cấm xe nên con đốt rồi. Trời ơi, mày ăn gì khôn dữ rồi mày. Mày có biết tao đặt tên cho mày là Khá Toản là để làm chi không? Khá Toản có nghĩa là thông minh lanh lợi, suy nghĩ thấu đáo, làm cái gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Trời ơi, là con ngu ơi là ngu à. Trời ơi, bà đó không biết ông nội đòi dạy dân cho mẹ mình đi chơi. Mẹ không có biết gì hết á. Mẹ có biết con đốt xe như vậy là vì ai không? Vừa vì mẹ mà vừa vì cái xã hội này luôn. Thì con đỡ phải xin tiền mẹ đổ tiền xăng nè. Mẹ cho con tiền đổ xăng. Con fear. For if he a fear. Mẹ có biết á, là bớt đi một chiếc xe là bớt đi một thành phần gây ô nhiễm môi trường không? Là bớt đi một chiếc xe là bớt đi một thành phần gây kẹt xe, ách tắc giao thông không? Thay vào đó, mẹ mua cho con chiếc xe đạp điện đi, tiết kiệm xăng lắm. Xăng bà nội mày. Mà nói chi dài dòng, hôm qua mẹ có coi thời sự không? Thời sự làm sao? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình thời sự của T-News. Chương trình thời sự hôm nay có những nội dung chính như sau. Thanh niên đốt xe máy của mình ủng hộ việc cấm xe máy ở Hà Nội. Đây, mày thấy chưa? Hà Nội cấm xe rồi, đốt chứ để làm chi không? Đốt bà nội mày. Mày biết nó cấm ở đâu không? Cấm Hà Nội. Mày đang ở đâu? Sài Gòn. Đây, các bạn thấy chưa? Kiếp này đốt xe thì kiếp này đi bộ luôn, khỏi cần tới kiếp sau.